Nó sáng làm việc tới giờ này nó vui không, lao động là vinh quang đó. Lang thang là chết đói. Để, lang thang là chết đói đó. Ê xà ơi, để cho không làm việc con ơi. Con quậy quá ê xà ơi. Đó, vậy đó, nó không có yên cái miệng, nó không có nằm yên. Nó tội không? Quậy vậy đó, không có nằm yên ông ơi. Thôi ráng đi, hai ba bữa nữa là xong được cái lầu này rồi. Rồi, rồi cái tôi lên đó tôi luyện hen. Luyện 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 âm hồn cốc. Hai đường vậy. Ấy sao? Quậy quá ấy sao? Để tôi ba ông nước, cứ ba đi làm ấy sao? Hả? Đó cho bỏ thật, bỏ thật chưa, mà chưa đâu có tản đâu chú. Chú lại à, nó lớn ai đổ ly nước kìa, nó lớn thấy rõ thấy không, nó lớn thấy mau dễ sợ mau. Ê sao biểu, nhưng mà bây giờ đó tôi mừng một chỗ đó, là chú biết mừng gì không, là bắt đầu biết đi tiểu đi tiện, biết từ từ rồi, biết ra bãi cỏ rồi, giống như nó lớn từ từ vậy đó. Thôi cũng mừng cho nó lớn từ từ cũng mừng, chứ còn mà nó không biết là mệt mình hôm nay cũng bực mình. Bởi vì con chó nuôi nó qua nghe, nghe thơm không? Chứ thôi là nó không sát, nó lông nó không sát con sù đó. Dạ. Nó không phải nó rụng rụng lông đó. Năm nay nó thay lông hai lần. Đây. Giống như rồi. Giữ tay. Một cân cái cây mỡ đó ai? Giống như cái cân đây nè. Cũng mà mới tắm sạch sẽ đó chú ơi, ông ơi. Ông ơi, trời trời ơi. Nặng ơi, nặng quá ông ơi. Nặng quá rồi. Cái xà bây giờ hết bông nổi rồi ông ơi. Cái vòng hết nổi rồi, nặng quá rồi, là nặng quá. Ôi ôi nè, thiệt nặng thiệt ba ha, hai nó mười mấy ký rồi hả? Ừ. Hả? Mười mấy ký rồi.
Ai nó bảo vệ là thiếu lắm rồi. Bảo vệ là thiếu lắm rồi. Nó nứt thì nó thất bẩn. Nứt nè. Nứt nè. Nứt 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 nứt. Bây giờ đi xếp nghe không? Bây giờ đi xếp nghe. Ấy, trời ai học có cưng, không có cưng. Không cần thương sư phụ. Con nghe lời sư phụ là thương quý rồi chứ không cần thương. Không thiếu cái lớn là nó đi kiếm địch. Không cần thương. Cái này là nếu mà không tiếng là năm đi đẻ 2-3 lần nữa ông ạ. Bậy quá rồi. Dạ nghe không? Năm đẻ 2-3 lần đó. Anh con he. Rồi. Rồi đi. Cái bộ chúng ba đi làm việc. Rồi giỡn nhiêu đó thôi nghe. Giỡn nhiêu đó thôi rồi nghe. Ở bộ chúng ba. Bụi. Nhiều đó thôi nghe xà. Rồi ơ cái mùa này mà hữu qua nó còn bông quá hết trời, chú thấy không? Quá xa quá xa. Ê xà, đi chú khai cho chú ba làm việc. Chú ba làm việc, đi. Chú vô. Cái bông hữu qua này mà hái mà nấu được. Nấu được nồi canh chắc là vì cái bông nó mỏng dánh à. Hái mà nấu được nồi canh chắc là sao rồi đó. Để tôi bài. Tôi bài mà ai mà ăn được 5kg bông khổ qua trở lên đó hen. Là coi như hết bệnh tiểu đường. đè lặt hết bông khổ qua. Cái bông nó sao mà mỏng lát à. Mỏng dánh à. Cái xà ngứa ha con. Mới tắm hôm qua rồi mà. Rồi tháng này mà nó còn ra lá thấy ham không. Tôi vui lắm mấy chị. Năm nay tôi hái tôi biếu cho người ta quá trời luôn. Để người ta ăn người ta người trị tiểu đường á. À, các chị biết không, hái nó nấu nước cho sôi niêm nếm hết rồi ha. Thí dụ ngoài đời các vị đó thì ăn thịt ăn tép thì không biết, tôi thì ăn tà hủ, không thì tôi làm miếng nấm à, rồi cái đầu cái niêm nếm nấu cho sôi niêm nếm hết chín hết rồi cái để cái lá hoa này rửa sạch để vô cái tô cái này bứt bưng cái son nước sôi ra chế vô rồi vậy mà ăn không có đắng nha các vị, ngon vô cùng mà không đắng. Còn nếu ai mà chịu ăn đắng thì phải để vô cái nồi rồi lấy đũa quậy quậy nó mới đắng. Còn mà để vậy đó đỡ đắng lắm. Ăn có vị ngọt nó ngon vô cùng luôn. Nó ngon vô cùng luôn. Đi đi con. Đi vô ngủ đi xà. Đi ngủ tiếp đi con. Để cho mấy chú làm con. Xê ơi. Xê đâu rồi? Mấy cây chuối rọc nay cây chuối nó còi luôn à. Thấy không à, cái chuối quê hương đó. Ông cấp tôi đi chùa thì ở quê, mà chùa ở quê hồi lúc mà chưa đi xuất gia đó thì nhớ hồi nhỏ thích đi chùa, cái rồi lấy cái cục gạch sắp cái trồng ở trước ở trước cái cột cờ chỗ Bồ Tát Quan Âm á, cái gì đó. Thành ra bây giờ nhớ cái kỷ niệm ấu thơ mình hay trồng cái hoa dừa, bởi cái này là dễ trồng nhất, nó rụng lên tùm lum hết trơn à, ở quê mà cái trồng cái nó đủ thứ bông nè, có cái thì bông tím này, có cái thì bông tím này, thấy không? Nên hoa thiên thần nè, các vị thấy hoa thiên thần không? Đó. Ông phải tránh tới. Đúng 8:30 ha, bữa nay mấy ông này làm việc đúng giờ luôn ha. À, ê xà. Đi chỗ khác. Đó, xe đụng con kìa.
Rồi trúng cái cây đã bắp tôi rồi. Phải. Thế chú sĩ tới đây sầm mừng quá. Đúng rồi đó, ông đậu đó là tôi quan hỷ lắm á. Đặng tôi đi đâu tôi lấy cánh nén tôi đi. Tôi lấy máy bay tôi đi chứ ông đậu vô trong này cái là mà máy bay tôi đi không được phải không? Đây đó hồi tôi lên cha, đây là lên cha. Kìa, thấy chưa? Nó thấy chú xỉu tới nó mừng nè. Quậy quá chú ơi. Quậy quá chú ơi. Đấy, hồi tôi lên cha. Đây là rau dền để giống nè các vị nghe. Học giống cây rau dền, phải không? À, năm tới là rau dền đầy luôn. Năm tới là... rau dền đầy luôn á. Chết rồi, hậu nó về đất đầu nó tung té. Nó bay tùm lum ra, cái năm tới nó ra tùm lum nữa. Giờ phải cắt vô được rồi. Cắt rồi, hồi cắt vô. Cái bắt đầu nó già nó bay tùm lum. Năm tới nó mọc tùm lum luôn. Đậu bắp bây giờ nó cũng từ từ nó hết mùa rồi. Trong riết làm cho rồi, cho dọn dẹp, cho khỏe. Một tháng mấy, hai tháng thôi là quý vị không có thấy một cây nào xanh nữa. Giờ còn thấy cây xanh xanh. Tháng mấy đó là không có thấy cây nào xanh hết. Tôi dọn cái dạng khổ qua từ từ. Phía trước dọn từ từ. Hoa hồng đẹp mà hoa hồng có gai. Thấy không, hạt giống để giống. Tía tô giờ cũng có giống rồi đó, thấy chưa. Hoa đồng đẹp, hoa hồng có gai. Quay tới quay lui cũng quay cây rau dừa của tôi. Rau dừa. Rau dừa ơi hỡi, rau dừa ơi. Nhìn ngắm thân ơi hỡi rau dừa. Thấy không, nó đẹp không? Thấy nhà tôi dễ thương không quý vị? Nhà nghèo mà. Nhà nghèo có chỉ vậy thôi. Cây này cây thiên thần nè, bắt đầu nó lớn rồi nè, quý vị thấy chưa? Nó lớn rồi đó, bông thiên thần nè. Đó, thấy không? Nâng niu thấy chưa? Thấy không? Từ từ nó lớn rồi nè, cái bông chuông Phật tử mới cho trồng đó. Bông mồng gà giờ cũng trồng, nó lấy giống nè. Đó, cái gì tôi cũng trồng. Thêm cây táo tàu nữa nè. Cho tôi đi dắt rồi cho ông thợ làm cái.
Chào hết mọi người. Bây giờ là 8 giờ 45 phút gì đó sáng. Các lão thợ bắt đầu làm việc. Còn chú nhớ không chơi hả? Vì tôi nghèo cho nên tôi các nhà lầu, người ta già người ta ở nhà trệt. Nói chứ chọc cho vui chứ nghèo giàu gì ở Mỹ mà, tại muốn đi lên đi xuống cầu thang cho nó ốm. Chú sĩ, cái bông khổ hoa đó mà chú nấu canh chua chắc ngon lắm á chú sĩ. Ủa chú ăn chua hả? Không thích canh chua hả? Đó, hồi chú hái bao nhiêu bông? Bông khổ hoa nó mỏng lét, hái bao nhiêu bông mới đủ ăn chú. Nói thiệt chú đòi thiệt, chắc chết tôi à. Bông khổ hoa nó mỏng lét hà. Trời ơi. Gì vậy? Nó dính rồi. Đi vô. Vô. Cho ta nào. Đây nè. Đó. Hãy kêu nó nhảy lên là nó nhảy liền nha. Nhảy lên thì nằm yên đi. Không có lợi gần sư phụ. Nằm yên đó. Nằm đó. Sư phụ đạp ạ. À. Nằm đó. Đó. Nằm đây. Để tôi phụ với chú là thấy không? Che đầu con Hương không? Thấy không? Che đầu con xuống không? Trời ơi, cái mái nhà tôi không phải là nhà tranh. Tôi nói mái nhà tranh, mái nhà tôi không phải nhà tranh. Ê xà, sư phụ nói con nghe nè, con đừng có quậy, sư phụ thương con lắm. Con quậy vừa vừa, thôi nằm xuống đi, lớn đi, tập lớn đi con. Đừng có quậy quá nghe không. Nằm đó, nằm, sư phụ biểu nằm là nằm đi. Tập vậy đi rồi sư phụ trang. Trời ơi, ăn mau lớn mà còn quậy nữa, thấy không? Không yên được vài phút giây nào, nằm xuống. Nằm ra đi nghe không? Đây là tay nghề cứng khừ. Chọc ông nghĩa mà. Ừ.
Chứ bông khổ qua gì mà đòi hái nấu canh trời, hái bao nhiêu cho đủ trời. Có cái tự nhiên trong phiên mắc cười. Có cái thằng đó nó đi vô nó làm giấy tờ. Nó làm giấy tờ cái con nhỏ nó hỏi chứ anh tên gì. Ông ba nghe câu chuyện đó không? Cái thằng này nó trả lời nói hằng ngày em đi làm về đó tối em cầm cái gì thì anh tên đó đó. Em cầm cái gì thường, em cầm cái gì thường là anh tên đó đó. Ông ba nghĩ nó trả lời sao? Hả? Cầm tiền. Mà nhưng mà con quỷ thì nó nghĩ vậy, nó để tên ta vậy. Vì nó tối ai về, ví dụ cho cái người buôn bán tối về phải kiếm tiền á. Đây giao cho. Đi vào. Sao thấy không ưa nổi rồi sao? Ấy da, thấy mặt con là không ưa nổi rồi. Cái xả nè, tôi nhớ dưới quê mình hay trồng xả sát vách. Tôi trồng xả sát vách. Ok. Baby. Yeah. Baby. Hormone. That's pretty good. Yeah. Thank you. Hi, Asa. Thôi rồi rồi. Không. Ai nó cũng làm quen được hết trơn á. Thấy mình nói chị. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Đi vô. Đi vô ta phát công bây giờ. Ai cũng làm quen được hết trơn á. Chết rồi. Chết Ê Xà rồi. Thế nào sư phụ cũng mất Ê Xà. Ai Ê Xà cũng làm quen hết trơn rồi. Nhốt Ê Xà đây đi. Vô. Đó nhốt nó đi. Hai cái già cũng là quen hết trơn á. Kỳ quá à. Tôi bắt cái già sao? Nếu khách nít mà ai nó cũng là quen hết trơn á.
Nó là trét bên trong rồi. Em thợ trét đằng sơn rồi quý vị ơi. Gắn cửa, gắn máy lạnh. Rồi xong xuôi, dọn dẹp là xong. Xong là xong hai cái phòng này trước. Em bắt